bạn vui vẻ. Hôm nay là ngày mình họp lần đầu tiên với cả hội BX. Thì để các bạn biết mình thì và mình biết các bạn. Thì Yên, cái mồm. Im ngay. Đây là chén rượu. Mình mời tất cả các bạn. Chén rượu khai đao. Có im cái mồm đi không? Sao? Anh bóp mồm em bây giờ. Mọi người cùng ly để có tình cảm. Mày không lấy cốc cho anh à? Trời ơi cái thằng này. Đây những người đến góp mặt đây. Đây là ngày thật việc thật thôi. Đây là toàn fan hâm mộ của Mẹ Cú Tê. Đây là họp fan, đây là họp fan hâm mộ của Mẹ Cú Tê.